Hùng Lê xin được kính chào, quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh, trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì những anh chị em đã có một quá trình theo dõi rồi. Thì chúng ta một tuần sẽ có một cái bản tin uh, video. Chúng ta sẽ tổng hợp lại bộ ba tham số chung thị trường ở trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các danh mục cổ phiếu tiềm năng. Còn hàng ngày sau khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì cũng sẽ có một cái bản tin để chúng ta phân tích bộ ba tham số sung của thị trường gồm chỉ số VN Index, chỉ số VN30, chỉ số phá sinh để chúng ta củng cố lại, chúng ta phân tích lại với tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Như vậy thì nó sẽ tác động như thế nào đến phiên giao dịch của ngày mai. Đúng không ạ? Và cái điều hướng cái điều hướng của xu hướng thị trường nó sẽ diễn ra theo chiều tích cực hay là chiều tiêu cực để chúng ta tiếp nối những cái nội dung mà chúng ta đã có phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị em có thể đăng ký hai kênh để chúng ta liên tục cập nhật những cái thông tin cụ thể đúng anh chị còn nội dung của bản tin tuần này thì như thường lệ thôi chúng ta vẫn vẫn có các cái nội dung chính phần thứ nhất thì chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng gồm các mã ngành trụ, ngành bất động sản khu nghiệp, nhóm thép, nhóm bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Thì các anh chị em lưu ý tất cả những cái nội dung phân tích trên video mang quan điểm cá nhân của ông Lê, vì vậy nhà đầu tư ở chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng. Chúng ta cần tổng hợp nhiều nguồn thông tin, nhiều các cái gọi là nhiều cái bài phân tích đúng không ạ? Và nhiều cái nguồn ở trên thị trường để làm sao đó mà chúng ta có được À, chúng ta tổng hợp được những cái thông tin nó là tốt nhất và nó là tối ưu nhất trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch với một mục tiêu đó là gì chúng ta hạn chế rủi ro hạn chế rủi ro và tăng cái tỷ lệ à gọi là cái tỷ lệ thành công ở trên thị trường chứng khoán lên, các anh chị nhé, thì đó là một cái mục đích duy nhất mà uh, liên tục từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại, uh, rất đều đặn, các anh chị cứ một tuần một bản tin, các anh chị có thể xem lại đi và gần như là nó không sót một cái nào, đó, trừ lúc trừ kể cả những cái thời gian nghỉ lễ thì uh, thị trường của chúng ta giao dịch hai phiên, ba phiên thì cũng vẫn làm những cái bản tin như vậy để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Rồi và phần thứ nhất thì chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá lại bộ ba tham dò chung của thị trường ở trong tuần vừa qua các anh chị nhé. Chỉ số VN từ phiên giao dịch ngày 9 đến phiên giao dịch ngày 13 thì như vậy là bước vào phiên giao dịch ngày 9 thì như vậy là chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích sự báo về mặt tín hiệu kỹ thuật đó là chỉ số VNI sẽ test lại vùng 1270, điểm xa hơn sẽ là vùng 1265 điểm ở đây. Và các phiên giao dịch tiếp theo ngày 10, ngày 1, 12, 13 thì cũng có tiếp tục có những cái sự phân tích định lượng rất là kỹ từng chi tiết ở từng các cái bản tin một Thế thì phiên giao dịch của ngày 13 tháng 6 à 13 tháng 9 thì như vậy là chúng ta có dự báo chỉ số VNI à, dự kiến sẽ có các cái điểm kéo trong phiên về vùng 1260 đến vùng 1262, tiếp tục test cung ở vùng 1255 đến vùng 1250 điểm. Thế thì vào phiên thì thị trường chúng ta không có gáp tăng mà ngay lập tức à, có những cái điểm test về vùng 1250. 5 cây đến giờ của phiên giao dịch ngày hôm nay ở à, chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục test tích lũy ở quanh vùng 1250 điểm. Uh, hiện tại thì động lực của thị trường đang khá là yếu vì chúng ta không có bất kể một cái thông tin uh, tích cực nào hỗ trợ cho chỉ số VNI và gần như tất cả các cái uh, gọi là chính sách hỗ trợ thì đang tập trung để chống lũ chống bão ở trong cái tuần giao dịch vừa qua và thậm chí trong cái thời gian vừa qua chúng ta không có những cái chính sách nổi bật điều đó dẫn đến câu chuyện là thanh khoản của chỉ số uh, trên sàn hốt đang rơi về khá là thấp khá là thấp và động lực tăng trưởng của thị trường hiện tại chúng ta chưa nhìn thấy với cách vận hành như thế này thì phiên giao dịch ngày 16 tháng 9 à, chỉ số VNI của chúng ta dự kiến sẽ tiếp tục hướng vùng 1255 đến vùng 1257. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục test vùng 1250, 125, 1248, vùng 1245. À, đây anh chị nhé, à, tức là chúng ta sẽ lấy vùng 1245 đến vùng 1250 đó sẽ là biên test. Trong trường hợp nếu chỉ số VNI của chúng ta thủng vùng 1245 thì chúng ta phải tính toán thêm một cái kịch bản đó là vùng 1233 đến vùng 1235 của chỉ số VNI do đó thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm cái tín hiệu vận động các anh chị nhá. Còn trong trường hợp nó tích lũy thành công ở vùng 1245 1248 1250. tích lũy đảo long thành công thì <laughs> Như vậy thôi, cái vùng ở trong thời điểm ngắn hạn đó là gì? Chỉ số VN chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vùng 1260, sau đó sẽ hướng đến vùng 1265 và đích đến sẽ là vùng 1270. Và tạm thời thì chúng ta sẽ lấy vùng 1265 đến quanh vùng 1270. Đây đang là vùng ngắn kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VN uh, VN Bây giờ chúng ta cùng nhìn chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua thì như vậy thôi chúng ta cũng bước vào phiên giao dịch ngày 9 chúng ta có dự báo một là chỉ số này sẽ quay trở về các cái vùng test mục tiêu đó bởi vì là sau hai cái nến phục hồi này thì có thể là gì nó sẽ tiếp tục có những cái gáp đẩy lên ở khoảng quanh vùng 138 và sau đó nó sẽ test chắc chắn là nó sẽ test nó chưa thể chạy ngay được đâu và các vùng test mục tiêu đó là vùng 1310 đúng không ạ và điểm sâu hơn ở đây chúng ta lấy ở đây là vùng 303 đến vùng 305 thì về cơ bản là phiên giao dịch ngày 9 và đến phiên giao dịch ngày 10 thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta thủng qua vùng 1303 và nó lùi khá là sâu, à, các cái điểm lùi thì như cũng đã có phân tích rồi, vùng 1290 cộng trừ 5 điểm và hiện tại kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6, ngày 13 tháng 9 thì chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục à, tích lũy thành công ở trên vùng 1290 cộng trừ 5, tức là biên dưới là vùng 1285 và biên trên là vùng 1295 điểm. Trong phiên giao dịch của ngày 13 chúng ta dự kiến các cái điểm kéo về ở khoảng quanh vùng 1303 đến vùng 1300 và trên thực tế thì nó không có điểm kéo và nó test các điểm test tích lũy thì như vậy lúc đó phân tích rồi vùng 1290 đến vùng 1295 và chúng ta nhìn thấy 5 cây nến giờ của phiên giao dịch ngày hôm nay thì về cơ bản là nó đi sideways quanh vùng 1295 điểm hơi tiếc nuối một tí là cây đến giờ kết thúc phiên có thời điểm đã vượt qua được vùng 1295 nhưng đóng cửa phiên lại vùng 1294 phết 3 điểm như vậy uh, phiên ngày 16 mở cửa tuần tới thì khả năng chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục hướng đến vùng 1300 đến vùng 302, uh, tiếp tục test lại vùng 1295 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1290 và về cơ bản ở trong tuần tới thì chúng ta tiếp tục lấy cái điểm 1290 điểm cộng trừ 5 điểm làm biên hỗ trợ trung tâm uh, và chúng ta kỳ vọng chỉ số VN30 của chúng ta sẽ test tích lũy thành công ở trên những vùng uh, trên những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này đó tích lũy đảo long thì uh, trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ uh, kỳ vọng hai cái điểm mà vn30 của chúng ta sẽ hướng đến đó là vùng 1.305 đến vùng uh, điểm điểm xa hơn sẽ là vùng 310 đến vùng 3 đó chính là cái thời điểm mà gì uh, thì đầu chúng ta ở phiên giao dịch ngày 10 tháng 9 thì có những cái thời điểm là công lại ở điểm đó và bây giờ thì anh chị sẽ nhìn chỉ số vn30 ở trên chạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được một cái cách khá là tổng quan về cái cách vận hành của thị trường thì sau khi mà chỉ số VN30 chúng ta vượt lên trên vùng 1330 thì đây các anh chị chúng ta bắt đầu vào một cái nhịp chỉnh cung. Và cái nhịp chỉnh này thì như vậy là chúng ta đã lấy cái điểm 1290 trong tuần vừa qua chúng ta phải lấy đến cái điểm 1290 cộng trừ 5 điểm. Đó và khả năng ở trong tuần tới thì chúng ta lại phải tiếp tục tính toán đến các cái điểm 1285. Trên sản cái tuần ngày thì chúng ta sẽ tiếp tục tính toán đến điểm 1285 đến vùng 1290. À, tạm thời thì à, kỳ vọng là chỉ số vn30 chúng ta sẽ test tích lũy thành công của vùng này tuy nhiên có những cái tình huống nó xảy ra trong trường hợp thủng 1285 thì sẽ như thế nào thì như vậy nó sẽ hướng đến vùng 1280 vậy trên chạc cái tuần này thì chúng ta sẽ lấy vùng 1280 1285 đến vùng 1290 là biên hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số vn30 kỳ vọng test tích lũy đảo long thành công và chúng ta sẽ kỳ vọng có các cây cây nến xanh hammer để giúp cho chỉ số vn30 chúng ta vượt lại trên vùng 1300 điểm ở đây đó, và khi mà chỉ số đó xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật tích cực thì như vậy là chúng ta sẽ phân tích theo xu hướng tăng điểm, còn trong trường hợp nếu thủng các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta phải tính toán đến các điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn. Và trên thị trường chứng khoán thì không ai có thể chống lại được xu hướng chung cả và chúng ta chỉ có neo theo thôi, nương theo thôi các anh chị nhá. Và bây giờ chúng ta cùng view chỉ số phái sinh, ở trong tuần vừa qua thì như vậy là vào phiên giao dịch ngày 9 thì như cũng đã có phân tích rồi, một là nó sẽ đẩy có thể đẩy lại À, các cái vùng gáp ở quanh vùng 1310 đến vùng 1312. Rồi sau đó nó sẽ đi test. À, điểm test một là gì? Ở đây này vùng 1305 à, và điểm sâu hơn thì chúng ta phải tính toán đến vùng 1297 đến vùng 1300, đó chính là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của chỉ số phá sinh. Thì phiên giao dịch của ngày thứ hai chúng ta có một gap giảm khá là sâu và chạm đến cái vùng 1297 đến vùng 1300 đây thì như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta cũng đã có một cái mức phục hồi. Và cái mức phục hồi đó thì như vậy là à, nó cũng đã vượt lại được các anh chị, nó vượt lại được đến À, cái biên 1310 đến vùng 312 và sau đó thì như vậy là phái sinh của chúng ta bắt đầu có một xu hướng chỉ giảm cái quá trình chỉ giảm đó thì nó sẽ test lại thôi ví dụ như đầu tiên trong cái phiên giao dịch của ngày 10 ngày ngày 10 á, thì cũng có phân tích này à, ví dụ đầu tiên nó sẽ test lại ở vùng 1259 1308 này sau đó sẽ test tiếp ở vùng 1304 1305 thủng cái vùng này thì sẽ về lại vùng 1297 vùng 300 và thủng 1297 thì đương nhiên rồi chúng ta phải tính toán ở vùng 1290 cộng trừ 5 điểm và đến thời điểm hiện tại thì uh, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là phá sinh của chúng ta cũng đang tích lũy khá là tích cực ở trên vùng 1290 điểm. Thì với góc độ kết thuật hiện tại như thế này thì chúng ta dự báo vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 9 uh, chỉ số phá sinh của chúng ta dự kiến uh, trong trường hợp nếu nó có kéo uh, có có kéo các anh chị nhá thì nó sẽ kéo qua về khoảng quanh vùng 1297 đến vùng 1298 ở đây. Thế thì chúng ta nói qua về cái phiên giao dịch của ngày 13 đúng không ạ? Phiên giao dịch ngày 13 thì chúng ta cũng đã có dự báo các điểm mà chỉ số phá sinh của chúng ta sẽ quay trở về test 1295. Sau đó vùng 1292 và thủng 1292 thì đương nhiên rồi sẽ phải về vùng 1288 đến vùng 1290 và tại vùng 1292 này thì nó có một nhịp long. Tuy nhiên nhịp long này lại chạm lại đến ở đây. Thì các anh chị nhìn thấy là đến thời điểm hiện tại thì ở đây nó chỉ số phá sinh nó đang hình thành một cái kênh cản chéo ở đây. Một cản chéo nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có những cái tác động nhất định Ví dụ chạm cái cản chéo này đây là một cái điểm cản nhá Thì nó test lại và về đến đây Thì như vậy là nó chưa chạm đến cái vùng cản chéo Tức là cản chéo này nó phải ở vùng 1300 cơ Mà nó về đến vùng khoảng 1298 thì nó bắt đầu nó sọc lại Và ở đây cũng như vậy quá trình phục hồi Như vậy thì cái câu chuyện là chúng ta nói đến cái điều đó Để chúng ta dự báo vào cái phiên giao dịch ngày 16 tháng 9 à, Mở cửa tuần thì có kéo thì nó cũng sẽ kéo chạm lại cái điểm cản này Tức là khoảng quanh vùng 1298 đến vùng 1300. Rồi nó sẽ test và các điểm test mục tiêu thì vẫn như vậy thôi. Vùng 1292, đó, à, khỏe thì test lại 1292, à, trung tính thì test lại vùng 1297 đến vùng à, 1288 đến vùng 1290. Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1285 điểm ở đây. À, kỳ vọng test thiết lý đảo Long thành công thì trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý chúng ta phải chờ đợi thêm các cái tín hiệu gì. À, nhận diện cái cách tạo lập họ đánh cái vùng cản chéo này như thế nào. Thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích các cái target kỹ thuật cao hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn chỉ số phá sinh ở trên trả kỹ thuật ngày ở trong tuần vừa qua. Thì như vậy là sau một cái giai đoạn mà chỉ số phá sinh test tích lũy và phục hồi ở cái nhịp này thì chỉ số phá sinh của chúng ta phục hồi khá là tốt từ vùng 1233 điểm các anh chị nhé. và nó bật lên được đến vùng mươi 1335 điểm và nó bắt đầu chỉnh cung. Thì quá trình chỉnh cung thì chúng ta cũng đã có phân tích khá là kỹ rồi, từng phiên giao dịch thì chúng ta cũng đã phân tích khá là sâu các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Thế thì trong tuần này chúng ta thấy rằng là cái biên 1285 đến vùng 1290 hiện tại thì về cơ bản là chỉ số phá thanh chúng ta cũng đang test tích lũy thành công ở vùng này. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục à, kiểm định cái vùng 1285 đến vùng 1290 ở đây. Kỳ vọng là gì? Kỳ vọng là chỉ số phá sinh chúng ta sẽ test tích lũy thành công ở trên vùng này, trên dạng tuần này. Có thể nó sẽ có những cái râu nến à, vươn tới vùng 1285, thậm chí là vùng 1280. Tuy nhiên các cái điểm đóng nến, nếu các cái điểm đóng nến vẫn nằm được ở trên vùng 1285 cộng, thì cơ bản là chúng ta vẫn đang còn những cái cơ hội phía trước đó còn trong trường hợp nếu như chỉ số phá sinh của chúng ta mà bị thủng vùng 1285 thì đương nhiên rồi chúng ta phải tính toán các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn à, các điểm kỹ thuật hỗ trợ sâu hơn đó chính là vùng 1270 và điểm xa hơn nữa đó chính là cái điểm 1255 đến vùng 1260 đấy các anh chị này đó thì bên này à, bên này chúng ta có một cái điểm test này bật này rồi ở đây thì nó thủng qua nhưng về cơ bản là sau khi bật à, sau khi mà nó thủng qua thì nó test lại và nó tích lũy thành công ở vùng năm đến 60 trước khi có nhị kéo long này. Đó. Vậy thì ở bên này cũng như vậy thôi, à, nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Thì trước mắt tuần tới và ít nhất là phiên giao dịch của ngày 19 tháng 6 à, tháng 9 à, 10, 10, 10 16 tháng 9 mở cửa tuần à, tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đánh giá ở cái điểm này đã, đúng không ạ? Và căn cứ cả cái dữ liệu thực tế tín hiệu thực tế thì như vậy là sẽ có thêm à, các cái à, phân tích định lượng để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư để chúng ta có thêm cái sự cập nhật nội dung thứ hai của bản tin tuần thì chúng ta sẽ bắt đầu view ở một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi view, view à, cổ phiếu ngành trụ ở như chúng ta cũng đã có phân tích rồi ở Tuần này thì nó sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 66.5 đến khoảng quanh vùng 67 Test tính thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn Nó sẽ hướng về vùng 69 đến khoảng quanh vùng 70 Trên thực tế thì nó hướng được Quanh vùng uh, suy soát ở vùng 69 ở đây thôi Và nó bắt đầu chỉnh cung Với tín hiệu kỹ thuật hiện lại như thế này Thì tuần tới lại vùng 66.5 đến quanh vùng 67 Test tính thành công thì lại 69 đến khoảng quanh vùng 70 Mansa ở trong tuần thì tương đối là Xấu với cây nến kết tuần thì um, thứ nhất là chúng ta dự kiến cái điểm 75 thì về cơ bản là phiên giao dịch ngày 9, ngày 10, 11, 12 là test tích lũy. Tóm lại là bốn phiên giao dịch đầu tuần thì nó đều giữ được ở vùng 75 cộng. Và tiếp tục mục tiêu ở công vùng 77 đến vùng 78 thì đã chạm vùng 77 rồi và nó lại tiếp tục nó bị sọc lại ở đây. Hai cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì khá là xấu khi lực cầu tăng mà giá lại không tăng nhưng mà lại cây nến hammer lại đỏ như thế này thì như vậy tuần tới sẽ ở khoảng vùng 73.6 đến khoảng quanh vùng 74 tức là đây là hỗ trợ thì như vậy khả năng sẽ test về đây và tại đây thì các anh chị em của chúng ta chú ý quan sát à, bởi vì không phải về đến đây là nó bật đâu các anh chị nhé về đến đây trong trường hợp tích cực có nghĩa là không có cây nến giờ bị thủng ở đây thì nó sẽ tích lũy lình khừng khoảng một vài cây nến ở đây và nó xuất hiện hiện cây nến hammer xanh đây đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng 77 còn trong trường hợp nếu như nó thủng vùng 73 à 73.6 thì đương nhiên rồi, đương nhiên rồi nó phải về đến khoảng quanh vùng 72 đến khoảng vùng 72.5. Cách thức của chúng ta sẽ là như vậy. Chúng ta theo dõi tín hiệu để chúng ta dự báo à các anh chị nhá. Đây, ví dụ như BVH cũng là một cái minh chứng rất là rõ ràng. Thì đối với BVH trong tuần à chúng ta dự kiến chỉnh cung về quanh vùng 44.5. Thì tại vùng 44.5 đây là vùng hỗ trợ các anh chị nhá. Thì chúng ta cần phải quan sát tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy nó mới có cơ hội để nó gì ạ? Nó lên đến vùng 45.5 đến vùng 46. Còn đây nó thủng này, nó thủng 4 rồi thì còn đâu nữa mà đi, đúng không ạ? Đó, và khi mà nó thủng cái vùng hỗ trợ thì các anh chị nhìn thấy rằng là 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 nó, nó kinh khủng đúng không ạ? Khi mà một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nào đó nó bị thủng này các anh chị. Đó và gần như BVH trong tuần thì nó phá vỡ hết tất cả những cái nỗ lực mà nó phục hồi từ phiên giao dịch khoảng 16 đến khoảng phiên 26 tháng 8. Đó và tuần này thì gần như là đấy, sau khi một điểm 44.5 bị mất thì nó phải lùi khá là sâu và hiện tại thì nó chạm đến phiên giao dịch ngày hôm nay nó chạm đến vùng 42.5 cây đến giờ kết thúc phiên có thời điểm đã vươn lên vượt lên trên vùng 43 tuy nhiên là nó đóng cửa phiên thì lại bị tụt do đó thì tuần tới khả năng vẫn quanh vùng 42.5 test thành công như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn sẽ hướng về quanh vùng cản 44. Vinamilk thời gian vừa qua nó đang xây trên khá là đẹp tuy nhiên cây đến ngày cây đến ngày và cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì khá là xấu Ờ, trong tuần vừa qua chúng ta có dự kiến các điểm mà Vinamilk sẽ quay trở về test đó là nó sẽ test lại ở đây là quanh vùng 74.6 thì về cơ bản là đến hết phiên giao dịch ngày 12 Vinamilk của chúng ta vẫn giữ được ở cái biên tích lũy à vẫn giữ được biên tích lũy tuy nhiên cây đến giờ đầu phiên của ngày hôm nay đấy Vinamilk có lực sọt mạnh và cây đến giờ kết thúc phiên lại tiếp tục sọt điều đó cho thấy rằng là lực bán đang chiếm xu hướng chủ đạo do đó tuần tới sẽ ở 72.5 trong đường hợp thủng 72.5 thì chúng ta phải À, tính toán các cái điểm lùi kỹ thuật sâu hơn ở khoảng quanh vùng 71 71.3 đến khoảng quanh vùng 71.5. Tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá về mặt à, tích lũy các anh chị, đánh giá về mặt tích lũy. Và chúng ta phải căn cứ tín hiệu để chúng ta nói chứ không phải là chúng ta cứ <laughs> ừ, nói trời nói đất đâu. Đó. gì ở trong tuần chúng ta dự báo các điểm tích lũy ở quanh vùng 65 65.3. Thì như vậy là đến phiên giao dịch của ngày 10 và ngày 11 và thậm chí là phiên ngày hôm nay 12 13 thì như vậy là nó lưng hừng và nó test tứ lũy ở trên vùng 65 cộng. Với động thái hiện tại của G thì chúng ta nhìn thấy là động lực nó chưa có nhiều nên khả năng tuần tới sẽ có các cái điểm mà G sẽ quay trở lại ở đây. Test tư lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu sẽ là vùng 68, điểm xa hơn sẽ là vùng 69. Cổ phiếu PNG đó thì các anh chị cũng nhìn thấy được là cái cách tạo lập của cổ phiếu nó rất là khốc liệt đúng không ạ? Và với những anh chị em nào mà chúng ta đua lệnh đúng không ạ? Chúng ta đua những cái phiên ở đây. À, chúng ta không hiểu được cái cách bản chất là sau những cái điểm kéo này thì thường thường là cổ phiếu nó sẽ xả à, nó sẽ rũ hết tất cả những cái vị thế rũ đó cho nên là trong cái quá trình mình phân tích thì cũng đều có những cái điểm gì ạ điểm dơ lắc quay trở lại và png ở trong tuần vừa qua thì như vậy là vùng 98 đến vùng 99 đây các anh chị 98 99 đấy ạ à, nó liên tục nó có những có, những cây đến ngày và nó đi và với cách thức như thế này thì khả năng tuần tới vẫn có những cái điểm test ở vùng 98 đến vùng 99 hiện tại có một đặc tính khá là tích cực đó là gì trong cái quá trình mà à, à png dụ cung thì chúng ta nhìn thấy gì ạ? à png có cái lực cầu khá là thấp và chúng ta chỉ cần à chúng ta chỉ cần có một cái phiên mà nó có tín hiệu thứ nhất là lực cầu quay trở lại đây đúng không ạ lực cầu quay trở lại đây tích cực và à, và 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 một cái điểm nữa là gì tín hiệu nến ví dụ như vậy lực cầu quay trở lại đây à, trên khoảng bao nhiêu ạ một triệu đến 2 triệu cổ phiếu đồng thời đồng thời các anh chị nhìn thấy tín hiệu nến giúp vùng lê ở đây tín hiệu nến giúp vùng lê ở đây đó là gì đó là tín hiệu nến này nó sẽ quay trở lại xanh và xuất hiện một cây nến xanh như này thì như vậy là gì đó sẽ là cái điểm mà các anh chị mua hết các anh chị mua hết trồng cái điểm này khi mà lực cầu trong tăng trở lại đây và à, giá của pnc bắt đầu tăng thì đó sẽ là lực tăng hết à, trong sau một cái quá trình mà chúng ta thu gom thì đó sẽ là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể hoặc là cái thời điểm đó chúng ta có thể giải ngân mạnh thêm về thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu pnc đó là phương pháp phân tích kỹ thuật các anh chị à, chúng ta dựa vào tín hiệu nến dựa vào giá dựa vào uh, các cái chỉ báo để giúp cho chúng ta nhận diện là à cái thời điểm nào thì chúng ta có thể gì gia tăng các cái vị thế nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì uh, đối với bất động sản khu công nghiệp trong tuần vừa qua cũng không có nhiều uh, quá nhiều các tín hiệu khởi sắc và về nhìn chung thì uh, xu hướng chỉnh giảm là chủ đạo các anh chị xu hướng chỉnh giảm chủ đạo KBC à, dự kiến điểm test ở vùng 26. Tuy nhiên sau cái điểm mà hưng phấn đúng không ạ ở phiên giao dịch của đầu phiên giao dịch của ngày thứ hai thì như vậy là KBC bị thủng vùng 26. 26 bị thủng thì nó sẽ tiếp tục lùi về ở đây là vùng 25.4 chính là điểm hỗ trợ trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 9 và vùng 25.5 bị vỡ thì như vậy là nó sẽ tiếp tục lùi lại vùng 24.7 đến khoảng quanh vùng 25 và hiện tại thì khả năng với cái cách vận hành này của KBC thì tuần tới à, vùng 25 thì chắc rồi khả năng sẽ test lại quanh 25 Thế còn có lùi lại về vùng 247 hay 248 này hay không thì chúng ta sẽ quan sát thêm và kỳ vọng tại đây thì chúng ta sẽ quan sát tín hiệu nến đảo chiều Test tư thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn vươn lại vùng 26 Cổ phiếu SSC ở đây SSC chúng ta nhìn xem nào đó dự kiến điểm test ở 36 thủng vùng 36 thì nó sẽ phải hồi tiếp về vùng 35 tại vùng 35 này thì phiên giao dịch ngày 11 nó có lực hồi và cái quá trình hồi như vậy thì khả năng nó sẽ kéo lại về vùng 36 mặc dù phiên ngày hôm nay chưa kéo được về vùng 36 à, tuy nhiên ở đây thì nó cũng đang dừng lại và nó đang có một cái nhịp tích lũy và với cách tích lũy này thì mình kỳ vọng ở tuần tới nó sẽ ở khoảng vùng 35 35.3 đến khoảng vùng 35.5 à, test lũy thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì SSC sẽ hướng về khoảng quanh vùng 36.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 37 hoặc hoặc yêu yêu tí nữa thì cố cố kéo lên khoảng quanh vùng 37.5 Ý ở trong tuần khá là đẹp, nhìn chung thì nó tích lũy ở quanh cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu. Ở đây à chúng ta sẽ à có cái điểm ở đây là vùng 58 các anh chị này, vùng 58 58.2 58.4. Thì đây này, à, test 58 này có chỉ có một à, trong phiên giao dịch ngày 11 thì có những cái thời điểm nó test sâu xuống dưới vùng 58. À, tuy nhiên là liền sau đó và cái đến ngày kết thúc thì vẫn trên vùng 58 cộng và phiên ngày 12 13 ở loanh quanh ở vùng 58. Như thế thì ờ à, ổn ổn thì tuần tới sẽ khoảng quanh vùng 57.8 57.8 đến khoảng quanh vùng 58 test tự thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn vẫn như vậy thôi vùng 60 đến khoảng quanh vùng 60.5 cổ phiếu VGC à đây chúng ta có VGC sự kiến à, nó sẽ test ở quanh vùng 42 thủng vùng 42 thì nó sẽ lùi lại đây là cái chị này à, nó lùi lại vùng 40.5 và phiên kết tuần thì đang tương đối ổn, tức là nó đang test lại được ở vùng 41.3 đến vùng 41.5. Mục tiêu ở trong tuần tới thì vẫn như vậy thôi, ở quanh vùng 41.3 41.5, test đi thành công thì uh, cái target thuật ở trong thời điểm ngắn hạn đó là vùng dự kiến VGC chúng ta sẽ hồi lại ở quanh vùng 44. Cổ phiếu tip ở đây, uh, chúng ta phân tích vùng 22.8 đến vùng 23, 22.9. À và ông em bị thủng ở vùng 22.8 ở trong phiên giao dịch ngày 10 thì nó sẽ lùi lại đây là vùng 22.2 đến khoảng vùng 2.4 ở đây ở đây thì nó lại có tiếp tục có một cái nhịp kéo long thành công và hiện tại thì nó lại vượt lại trên cái vùng 22.8 tuần tới lại vùng 22.8 đến khoảng quanh vùng 23 à, kỳ vọng test tích lũy ở đây thì như vậy là tiếp sẽ hướng lại quanh vùng 23.8 đến khoảng vùng 24 trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì chúng ta có nói đến có đề cập đến một cái mã cổ phiếu đấy là mã cổ phiếu BMC thì mã cổ phiếu này cũng mang cái tính chất tăng trưởng và sau cái giai đoạn mà à lực cầu đang bắt khá là mạnh ở đây thì chúng ta thấy rằng là liên tục có những tuần mà nó đang test tích lũy ở khoảng quanh vùng 70. Và khả năng với những cái điểm test tích lũy này thì như vậy là gì? chúng ta sẽ chờ đợi à, giảm tiền, chờ đợi chỉ số VNI và chỉ cần cái con này thì mình nhận thấy rồi chỉ cần khi mà chỉ số VNI phục hồi thì nó đánh rất nhanh nó đánh rất nhanh cho nên là các anh chị cứ yên tâm nên là các anh chị đã tích lũy được quanh vùng 64 65 và sau đó khoảng vị thế quanh vùng 68 đến vùng 70 rồi thì chúng ta cứ yên tâm để chúng ta cầm nắm nhóm anh mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm anh thép thì thép ở trong tuần vừa qua thì được mỗi phiên giao dịch ngày thứ hai thôi và thậm chí là được mỗi cây nến giờ đầu phiên thôi. nó khá là tích cực về xu hướng của giá thép thế giới thì các anh chị có thể xem thêm, hiện tại thì xu hướng giá thép thế giới cũng đang tăng và kỳ vọng với cái cách thức vận hành như vậy thì chúng ta cũng kỳ vọng là nhóm thép sẽ tích lũy tạo nền tạo đáy và bắt đầu vào xu hướng phục hồi. HPG phiên giao dịch ngày 9 đến ngày 13 thì chúng ta có dự báo cái điểm tích lũy của nó là vùng 24.7 đến vùng 25, mục tiêu sẽ hướng về vùng 26. Thì như vậy là cây nến giờ đầu phiên thì chỉ HPG đã vượt lên trên vùng 26 cộng và sau đó nó cả tuần nó test Thì như vậy là phiên kết tuần thì nó lại lanh quanh ở vùng 25 cho nên tuần tới lại vùng 24.7 đến vùng 25 à, Test thiết thành công, mục tiêu lại vùng 26, điểm xa hơn sẽ vùng 26.5 Hoa sen HSG Đấy, phiên target kỳ vọng ở quanh vùng 21 thì lên được khoảng quanh vùng 20.85 À điểm hỗ trợ tuần chúng ta có phân tích ở vùng 19.4, 19.5 và điểm 19.7. À trên thực tế thì à, phiên giao dịch của ngày 11 và 13 thì nó bắt đầu quay trở lại vùng 19.8 đến vùng 20. Với động lực hiện tại thì như thế này thì của phiếu HSG nó chưa có động lực để mà bứt thoát. Do đó thì có hai tình huống, một là nó sẽ tích lũy ở vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 à còn à, sâu sâu hơn thì 19.4, tức là có thể chúng ta vẫn phải tính toán đến những cái điểm mà ừ, Hoa Sen sẽ quay trở lại đây test đáy lần 2 Cổ phiếu NKG Nam Kim à tác giả kỹ thuật trong tuần à, dự kiến ở đây là vùng 21.7 đến vùng 22 thì đâu đó ở cái nến giờ đầu phiên thì đầu tuần thì nó cũng lên được quanh vùng 21.7 rồi, các cái điểm hỗ trợ quanh vùng 20.3 đến 20.5. Thế thì uh, hiện tại là sau cái điểm uh, gồng lên thì nó test lại rồi nó lại gồng lên và nó test lại phiên cái tuần thì nó lại test lại ở vùng 20.8 đến khoảng quanh vùng 21 kỳ vọng test đi thành công. Còn trong trường hợp nếu như mà vùng 20.8 đến vùng 21 mà nó bị thủng đó, nó chưa test được thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục phải tính toán đến uh, cái điểm ở dưới này đó chính là vùng 20.3 các anh chị nhé, 20.3 và thậm chí nếu mà chúng ta xét ở trên 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 chart kỹ thuật à, đây này thì nó còn có một cái điểm hỗ trợ sâu hơn nữa là quanh vùng 19.8 đến vùng 20 thôi à, 20 cơ. Nhưng trên 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 góc độ hiện tại thì chúng ta sẽ tính toán ở trên này trước và trong trường hợp mà nó tích lũy thành công và khả năng thì nó cũng sẽ đảo lo ở quanh vùng 20.8 đến vùng 21 đây là kịch bản sáng nhất và mục tiêu thì vẫn như vậy thôi chúng ta lại tiếp tục ngắm lại ở khoảng quanh vùng 21.8 đến khoảng quanh vùng 22 cổ phiếu vgs ở thời điểm hiện tại thì không có khuyến nghị các anh chị uh, thu gom ai có hàng thì uh, canh chốt thôi thì đối với vgs đúng không à, cái điểm 35 đến 35.3 thì Nhung đã có phân tích rồi đúng không ạ một nếu thủng vùng này thì chúng ta sẽ hướng vùng 36 vượt lên thì như vậy là chúng ta sẽ hướng vùng 37 và điểm xa hơn sẽ là vùng 38 và trong các bản tin gần đây và các bản tin ví dụ như trong phiên giao dịch ngày 26 27 á thì cũng có đưa cái target kỹ thuật của VGS lên vùng 38 thì nó đã, đã chính thức đạt được vùng 38 trên 38 và đó một cái target kỹ thuật cực kỳ cao của VGS. Và giai đoạn hiện tại thì khả năng nó sẽ sideways để nó phân phối. Nó khả năng là như vậy. Tất nhiên trong cái quá trình nó sideways nó phân phối thì nó cũng sẽ có các điểm kéo long và những cái điểm đảo sọc. Thì tuần tới vẫn như vậy thôi, 35 35.3 thủng dưới này thì hướng về vùng 33, vượt lên được trên này thì như vậy là vùng 37 đến khoảng quanh vùng 38 vẫn tiếp tục như vậy thôi Nhóm anh mà chúng ta sẽ phân tích tiếp theo đó là bất động sản dân cư thì trong tuần cả tuần thì bất động sản dân cư tích lũy và phiên giao dịch của ngày hôm nay thì lực cầu đẩy khá là tốt ở trên một số các cái mã cổ phiếu của những ngành bất động sản và giúp cho cổ phiếu của nhóm ngành này phục hồi thì trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì cá nhân Hùng Lê Hùng vẫn kỳ vọng là bất động sản dân cư sẽ dẫn sóng và nó sẽ là cái sóng cuối cùng của thị trường trong năm 2024 đấy sẽ là một sóng ngành cuối cùng theo quan điểm của Mồ Hùng sẽ là như vậy và nó sẽ song trùng với cái thời điểm mà thị trường chúng ta sẽ bắt đầu chỉ cung mạnh <laughs> đó là dự kiến khoảng tháng 11 của năm 2024 cho kéo dài dê rát ra đến khoảng tầm tháng 12 đó <laughs> như vậy thì tại cái thời điểm đó thì khả năng là thị trường chúng ta sẽ đón một cái nhịp chỉnh tương đối là mạnh thì các anh chị lưu ý và khi nào mà các sóng ngành của chúng ta kết thúc thì đó cũng sẽ là cái thời điểm mà thị trường chúng ta có thể bắt đầu sẽ chỉnh mạnh Cổ phiếu sale ở trong tuần chúng ta có dự kiến các cái điểm ở quanh 15.5 15 7 16 và trên thực tế thì như vậy là xeo vừa lùi lại đến tận vùng 15 đó Xeo lùi lại tận vùng 15 các anh chị nhé và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục test tích lũy ở quanh vùng 15 15.3 Như vậy tuần tới thì chúng ta phải tính toán cái điểm quanh 15 cộng trừ 0.3 tức là 15 Đây mình sẽ nốt lại đây để cho nhớ 15 cộng trừ 0.3 Tức là như vậy là nó sẽ có biên dưới ở 15.7, 15 và 15.3 Kỳ vào test thì thành công Xe sẽ có vùng cảnh thuật trong thời điểm ngắn hạn Đó là vùng 16.5 đến khoảng quanh vùng 7 Cổ phiếu Hà Đô HDG Trong tuần thì chúng ta dự kiến điểm test 128.5 Thủng vùng này thì như vậy là phải lùi thôi nó không có con đường nào khác cả và vùng 27.3 27.5 thì như vậy là nó test điểm một ở đây nó vòng lên và nó lại quay trở về nó test điểm 2 như vậy Hà Đô trong tuần tới tiếp tục vùng 27.3 27.5 test đi thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn sẽ là vùng 29 cổ phiếu HDC ở đây có vùng 27.6 28 target mục tiêu thì ở khoảng quanh vùng 29.3 29.5 à rồi trong tuần thì target mục tiêu chưa đạt và nó chủ đạo nó tích lũy đi ngang Đấy, vùng 27.6 khá ok vượt lên trên vùng 28 và dự kiến tuần tới lại vùng 27.6 27.5 hoặc vùng 27.8 nói chung hôm nay là nó test lại cái vùng này quanh quanh ở đây test thì thành công target mục tiêu 29 nam long có cây nến giờ kết thúc phiên tuyệt đẹp lực kéo tốt lực kéo tốt và đối với cổ phiếu Nam Long thì trong cái giai đoạn vừa qua các anh chị lưu ý là vùng 40 đến vùng 40.3 nó test tích lũy rất là đẹp nhá Nam Long NLG Nam Long ở trong thời gian vừa qua đấy anh chị uh, trên trà cái tuần ngày thì các anh chị có thể nhìn sơ qua về cách vận hành này đó và Nam Long uh, Nam Long thì cũng đã có phân tích rất là dài và có thể gọi là chúng ta đã ăn được những cái trend hoặc là những cái gọi là những cái target cực kỳ cao đúng không ạ các anh chị có thể xem lại đi Ví dụ những cái thời điểm mà có đưa cái target kỹ thuật của Nam Long lên khoảng quanh vùng 45 đến 46 này ăn piêu phát đây rồi sau đó lại tiếp tục ăn một cái nhịp này này. Rồi sau đó mới sập. Sập thì như vậy là ở quanh vùng 37 37.5 này này chúng ta phân tích này và hiện tại các anh chị nhìn thấy đấy ạ. Sau một cái giai đoạn mà Nam Long bứt qua, đây các anh chị cũng có vẽ cái nến bứt qua này. Thì nó test này các anh chị nhìn thấy vùng 40 43 này, nó xây khá là dài. Và nó không thủng, các anh chị không thủng. Trong trường hợp chúng ta nhìn thấy là thị trường chỉnh nhưng mà nó không chỉnh, nó không thủng cái vùng này và với cái cách thức vận hành như vậy thì nếu như chúng ta phóng cái tầm mắt ra thì rất có thể là nam long nhịp này sẽ lên lại vùng 45 đến 46 các anh chị cứ chờ nhá chờ nam long đó còn trên trà cái tuần ngày thì chúng ta lại cái nhìn nhìn các anh chị đúng không ạ à, chúng ta nhìn nó hơi ngắn ngắn một tí thôi cái đã đúng không ạ vùng 44 bốn ra khá đẹp này cây nến này khá đẹp này và có thể là nó sẽ có đà hứng phấn để tiếp tục nó kéo về vùng 42.5 à, sau vùng 42.5 đó thì kỳ vọng nó sẽ quay trở về nó test và các điểm test các anh chị các điểm test đẹp sẽ ở khoảng quanh vùng 41 đến khoảng vùng 5 Trong trường hợp nếu như Nam Long test được thành công ở vùng này thì cái việc mà Nam Long vượt vùng 43 để đi về phóng cái tầm mắt lên khoảng vùng 45 46 nhưng mà phân tích trên chặng này là cao. Đó, cho nên là không phải mỗi chỉ câu chuyện đầu nhìn ở trên chặng kỹ thuật giờ đâu các anh chị. Mối liên hệ tức là có sâu chuỗi cái câu chuyện từ chặng giờ sang chặng ngày. Tuy nhiên là trên bản tin tuần thì không thể nào mà cái cổ phiếu nào mà chúng ta phân tích như thế được, không có thời gian. Đó. À, rồi KDH trong tuần chúng ta dự kiến điểm 373 điểm sâu hơn sẽ là vùng 37 à, cản trên vùng 38 điểm xa hơn sẽ là vùng 39 à, 38.8 đến khoảng quanh vùng 39 thực tế thì lên được vùng 38 và nó chỉnh lại test như vậy ở trong tuần à, nó test ở vùng 36.7 đến khoảng vùng 37 này rồi vượt lên rồi lại test lại như vậy tuần tới lại như vậy thôi lại như vậy lại như vậy test đi thành công vùng này ta ghét 38 38.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 39 đạt phương khá là đẹp à, đạt phương khá là đẹp các anh chị Đạt Phương khá là đẹp Cách tạo lập khá là hay Thì cái cách tạo lập của Đạt Phương đúng không? cũng có phân tích khá là dài Vùng 51.5, vùng 52 là hỗ trợ dưới Cản trên là vùng 55 Thì uh, các anh chị pha này cũng ăn được suýt soát vùng 55 này Pha này suýt soát này, pha này suýt soát này À trong tuần vừa qua lại suýt soát tí nữa ăn vùng 55 luôn đó và vùng hỗ trợ dưới này đúng không ạ các anh chị ấy và thậm chí là đây có lại lại có một tí tẹo tẹo teo này suýt vùng 52 .52 này rồi nó lại gồng lên vùng 54 và nó test lại với với với, với cái cách vận hành như thế này khá là đẹp rồi khả năng tuần tới nếu có loanh quanh thì cũng chỉ khoảng quanh vùng 52.5 đến khoảng vùng 53 thôi nó có test thì nó test loanh quanh ở đây thôi đó và với dòng tiền bắt đầu uh, đốc vào cái 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 cái, cái câu chuyện nó bất động sản ở trong trong phiên kết tuần như thế này thì có thể là tuần tới bất động sản nó sẽ có những tín hiệu tích cực Cổ phiếu DIG tiếp tục xây nền ở vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 22 21.5 đến vùng 22 cản kỹ thuật 23.5 đến vùng 23.7 trong tuần vừa qua nó không có đạt được và ở đây thì um, hiện tại thì như vậy là vùng 21.5 thì DIG đang đỡ khá là tốt và gần như DIG đã xả hết tất cả những cái uh, cái gì cần xả tức là nó xuất phát điểm từ vùng 21.5 đi lên uh, thì bây giờ nó bắt đầu nó lại xả hết lại ở đây như vậy thì um, trong thời điểm ngắn hạn thì cũng chưa có nhiều cái định lượng để chúng ta phân tích bởi vì lực cầu của DG nó đang khá là yếu nó chưa khỏe nó phải chơi một phiên khoảng tầm 30 40 triệu cơ đấy thế thì ở đây nó sẽ là vùng 21.5 21.7 này kỳ vọng test đi thành công thì vẫn là như vậy thôi vùng 23.5 23.7 và vùng 24 ở đây sẽ là vùng cản trong một cái nhịp phục hồi của nó còn trong trường hợp vùng 21.5 bị thủng thì chúng ta phải tính toán thêm vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 20.7 đất xanh hai cây đến giờ phục hồi phiên ngày hôm nay khá là tốt tích cực thì trong tuần chúng ta có điểm 15.3 cộng trừ 0.2 thì đất xanh có thời điểm là nó bị thủng qua các anh chị nó bị thủng qua vùng uh, vùng, vùng, vùng 15 uh, xuống vùng 14.5 và cơ bản thì nó test thành công vùng 14.5 để bắt đầu nó phục hồi thì đối với đất xanh các anh chị cũng lưu ý này cái cách mà ở trên trạng kỹ thuật ngày cũng có phân tích ấy, thì nó phải như thế này cơ tức là sau cái thời điểm mà nó tích lũy thành công ở biên 11.8 đến vùng 12.2 nó kéo lên ở đây là vùng 16 thì tại cái vùng 16 này thì cũng có dự kiến là gì đất xanh sẽ quay trở về test ở vùng 14.5 điểm sâu hơn là vùng 14 chứ không phải là mỗi cái điểm mấy đâu đó trên trạc cái tuần ngày thì như vậy bởi vì là khi nó kéo lên như này thì nó cần phải test lại đây và dự kiến là quanh vùng 14 đến khoảng 14.5 ở trên trạc cái tuần ngày đó test thành công thì mục tiêu nó sẽ đảo long và nó sẽ hướng break vùng 16 và điểm trong trường hợp nó tích lũy thành công ở cái điểm này thì như vậy là cái target kỹ thuật tiếp theo nó sẽ hướng đến đó là vùng 17.7 để khoảng quanh vùng 18 trên trạng thái tuần ngày nó sẽ là như vậy và trên trạng thái tuần giờ thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày 11 là 12 và 13 nó test ở vùng 14.5 hai cái đến giờ phục hồi khá là tích cực thì với đa phục hồi tích cực như thế này thì khả năng đất xanh sẽ kéo về khoảng quanh vùng 15 năm 15 7 và về đến đây ấy, thì nó lại bị va vào cái vùng cản tương đối dày ở cái vùng 16 cho nên là gì một số các cái anh em mà bị kẹp hàng bên này thì hoảng về bên này họ sẽ bán. Nó bán như vậy thì chúng ta sẽ dò lại cái điểm 15 đến vùng 15.2. Test tỷ lệ thành công thì như vậy là cái mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn là phải bứt được cái vùng 16 đã. Cái điểm mấu chốt vấn đề ở đây đó là vùng 16 và lực cầu nó phải đánh đất xanh nó phải đánh khoảng tầm 30 triệu đến 45 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đó mới chuyện còn bây giờ cứ lèo tèo 10 15 triệu nó còn thấp lắm các anh chị chưa 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 đủ động lực. Nô trong tuần có một cái thông tin về báo cáo tài chính uh, dẫn đến cái câu chuyện là sau phiên giao dịch của ngày thứ hai thì đến phiên giao dịch ngày thứ ba. Cản của nó là 13 năm thì uh, nó bắt đầu nó rơi mạnh và sau cái nhịp rơi mạnh như vậy thì như vậy là tinh thần gọi là hoàn hồn mà các anh chị đúng không ạ? Uh, thì ông phải có thời gian để ông tích lũy thôi. 11.3 cộng trừ 0.3 tích lũy ở trong tuần tới. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đánh giá cổ phiếu PDR khá là tích cực nhá. PDR các anh chị lưu ý à, cái điểm 20 quanh cái điểm 20 đến vùng 20.5. À, nó tích lũy khá là tích cực này. Trong cái giai đoạn vừa qua các anh chị để ý từ phiên giao dịch ngày 23 tháng 8 cản trên ở vùng 22 thì cũng đã có phân tích rồi, đúng không ạ? Và hỗ trợ dưới này, vùng 20.7, 21 và điểm xa hơn ở vùng 20.2. Nó đang tích khá là tốt các anh chị. Đây cũng như vậy này, cứ chạm về đây nó bật lên, chạm về đây nó bật lên và hiện tại thì chúng ta cũng đã có hai cái nến giờ hồi phục khá là tích cực. Và với cách phục hồi tích cực như này thì tuần tới chúng ta lại tiếp tục hướng đến vùng cản ở đây đó là vùng 22 đến vùng 2.5. À, trong trường hợp bứt thoát được vùng 2 5 thì khi đó cái tác kỹ thuật của PDR khá là đẹp và sau đó và ông sẽ phân tích thêm. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì uh, với nhóm ngành chứng khoán giai đoạn vừa qua nó tăng khá tốt rồi các anh chị, nó tăng khá tốt rồi. Cho nên là đến cái thời điểm này để mà nó kéo mạnh thì theo quan điểm của hùng nó sẽ không có và nó sẽ có thêm uh, cái thời gian nghỉ ngơi test tích lũy uh, tại một số các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vci trong tuần uh, cổ phiếu này chia cổ tức các anh chị nhé cho nên là uh, tất cả những cái trạc kỹ thuật uh, nó nằm tít tận ở trên trên này cơ đó vì nó chia mà nó chia nên nó phát hành uh, nó phát hành nên là tất cả những cái <laughs> cái mà đây các anh chị này đó các anh chị nhìn thấy chưa và đây là một cái câu chuyện đây vùng 40 này đấy các anh chị ở à, những cái 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 gọi là những cái mà chúng ta vẽ hoa văn đối với mã cổ phiếu VCI nó nằm tít tận ở trên này thôi đó đây này đấy, nó nằm tít tận ở trên này nó nằm tít tận ở trên vùng uh, 44.5 đó thì các anh chị hiểu được là gì thế thì về bản chất mà khi mà chia cổ tức các anh chị chúng ta trả được cái mẹo gì cả à, đúng không ạ khi chia cổ tức thì giá cổ phiếu nó tụt nó, nó đang từ giá tham chiếu từ 44 mà nó tụt thẳng xuống dưới này Đấy các anh chị nhìn thấy cái độ tụt đúng không ạ? Nó tụt kinh khủng đúng không ạ? Nên là qua câu chuyện này thì uh, rất nhiều những anh chị em lầm tưởng là à như vậy chia cổ tức là giá giữ nguyên và chúng ta ôm cục tiền đi về không có đâu. Tại cái thời điểm chia cổ tức, giá trị doanh nghiệp không đổi. Chỉ có chia xong nó lên thôi. Thì như vậy là chúng ta mới mà thậm chí là cái cái cổ tức nó còn oái oăm đấy các anh chị này. Riêng cổ phiếu các anh chị bán thì bị đánh thuế 5%, tức là chúng ta bị thịt đầu thịt đuôi. À cái cái cổ phiếu mà các anh chị được chia về á Khi bán là nhà nước đánh thuế 5% Chứ không phải trăm như là cái cổ phiếu bình thường Cho nên là Cho nên là, là, Chia giấy các anh chị chia giấy nó phức tạp lắm Đấy cho nên là 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 cái thuế nó nhiều lắm kể cả chia tiền cũng biết là chia tiền bị bị tính bao nhiêu nhưng mà riêng cổ phiếu đau lắm anh chị khi bán cổ phiếu và nhiều anh chị em giật mình bảo ô em ơi sao chị bán cái gì mà tiền thuế nó trừ dã man thế này thì đấy là thuế cổ tức tất cả các mã cổ phiếu cổ tức bị trả về đều bị thịt năm phần trăm năm phần trăm tiền thuế cho nên là về xét về bản chất là có khi lại còn lõm à, nhận nhận về giấy đôi lúc lại còn lõm thì có điều là à, trong cái quá trình mà nó chia cổ tức nó hay làm game nó hay làm game đẩy cổ phiếu tức là trước khi chia nó đẩy 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 lên cho nhà đầu tư hưng phấn ai cũng nghĩ là thế là xong đấy là mua xong rồi xong phát hành xong rồi nó chiều Đấy, thì VCI đến thời điểm hiện tại là các anh chị nhìn thấy là à, VCI cũng đang nằm ở trên một cái đà chiều Đà chiều khá là mạnh Từ vùng 37.5 và bây giờ nó bắt đầu nó siêu siêu siêu, siêu 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 dần rồi Siêu siêu dần rồi, đúng không ạ? Rồi Đó, và tuần tới thì uh, Tuần tới thì đối với mã cổ phiếu VCI thì các anh chị lưu ý Ở quanh vùng 33 đến khoảng vùng 33.3 Khả năng sẽ test tích lũy ở đây Kỳ vọng test đi thành công thì mục tiêu sẽ ngắm lại quanh vùng 35. Cổ phiếu HCM thì hiện tại vẫn đang bám chen khá là tốt. HCM đang bám chen khá là tốt khi mà cái điểm 28.7 đến vùng 29 này các anh chị để ý thấy trong tuần vừa qua nó test tích lũy khá là thành công và nó có một cái vùng cản trên ở đây cực kỳ mắc quanh vùng 30. Cây đến giờ đầu phiên thì phục hồi khá là tốt. Tuy nhiên là À, đến những cái cây nến giờ kết thúc phiên thì như vậy là nó lại đang có xu hướng chỉnh giảm quay trở lại nên tuần tới vùng 28.7 vùng 29 tiếp tục test test lên thành công thì target sẽ là 30 trong trường hợp nếu HCM cố gọi là cố chạy nước rút thì có thể là hướng lại quanh vùng 31 cổ phiếu SSI dự kiến các cái điểm chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 32.3 đúng không ạ 32 32.3 đến khoảng quanh vùng 32.5 32.7 à, trên thực tế và theo các kỹ thuật dự kiến ở vùng 33.5 sau đó hướng về vùng 34 thì lên suy sát ở vùng 3.5 và nó chỉnh quay trở lại test trong tuần có hai điểm mà thằng SSI này nó test về trong phiên giao dịch ngày 11 và ngày hôm nay 31.8 đến khoảng vùng 32 cho nên là tuần tới lại tiếp tục ở đây thôi quanh vùng 31.8 đến vùng 32 test tích lũy thành công thì chúng ta sẽ hướng lại vùng cản 33.3 đến khoảng quanh vùng 33.5 VND trong tuần cũng chia cổ tức các anh chị nhé chia 500 đồng cho nên là nó cũng có độ tụt Tuy nhiên nó không tụt như là thằng VCI thì ở đây lại phải vẽ lại chạc sau chia 14.2 14.3 sẽ là biên tích lũy của tuần tới test tích lũy thành công thì lại vùng 14.8 đến khoảng quanh vùng 15 đấy là target kỳ vọng của VND cổ phiếu FTS hiện tại cũng đang có những cái sự tích lũy khá là tích cực ở đây chúng ta có những cái điểm chỉnh cung dự kiến 42.5 điểm sâu hơn tại vùng 41.5 thì hiện tại là FTS có chỉnh sâu về vùng 41.5 và trong tuần này thì nó lại tiếp tục hướng lại vùng cảnh thuật ở đây là vùng 44.7 đấy phiên giao dịch ngày hôm nay là 44.5 rồi và đây là hai cây nến giờ nó đang có xu hướng quay trở lại test cho nên là tuần tới uh, tích cực thì nó sẽ quay lại ở khoảng quanh vùng 43 đến khoảng vùng 43.5 nó nó sẽ test lại uh, quanh cái điểm này, test đi thành công thì vẫn là như vậy thôi. À, thời điểm ngắn hạn thì là 44.7 mà xa hơn nữa thì có thể hướng lại được ở khoảng quanh vùng 46. SHS hiện tại không có nhiều động lực chủ đạo tích lũy đi ngang. Ở trong tuần thì nó đi sideways ở biên 14.8, 15 15 2. À với cách vận hành như thời điểm hiện tại thì khả năng tuần tới sẽ hướng đến vùng 14.5, test đi thành công thì mục tiêu có thể hướng lại cản mười 16, 15, 8 nó khoảng quanh vùng 16. VX uh, cũng không có VX cũng không có nhiều động lực ở trong tuần vừa qua. Chủ đạo vẫn là test và chỉnh giảm. Điểm hỗ trợ thuật dự kiến 11.5, 11.6 Phiên giao dịch ngày 10 bị thủng vùng 11.5 Thì nó phải hướng tới vùng 11.2 Và tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục phân tích Ở quanh vùng 11.2 Test thì thành công thậm chí là có thể là với cái cách vận hành của VX như này thì có thể là nó không phải là quanh vùng 11.2 mà nó có thể nó có thể nhún về đến tận quanh vùng 11 đó uh, test đi thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì có thể hướng về ở khoảng quanh vùng 11.8 11.9 ở đây là điểm 11.9 đến khoảng quanh vùng 12 cổ phiếu AGR hiện tại nó đang vận hành ở một cái kênh xu hướng cản chéo ở đây nó có một cái gàn chéo ở đây và nó có một đường line hỗ trợ dưới ở đây đường line hỗ trợ dưới này thì nó sẽ nếu kéo về ở đây thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 7.4 đến khoảng quanh vùng 17.5 thì chúng ta nhìn thấy là gì trong tuần thì như vậy AGR dự kiến test lại ở vùng 17.5 này thì nó cơ bản là nó test trong phiên 11 test 17.5 phục hồi phiên mày 13 lại tiếp tục test lại 17.5 phục hồi và có thể sang tuần tới lại tiếp tục ở quanh vùng 17.4 17.5 test đi thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn À, chúng ta có loanh quanh cái điểm target của AGR khoảng quanh vùng 18.6, điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 19. ORS vẫn tiếp tục xu hướng sideways đi ngang dự kiến các cái điểm chỉnh cung 12.4, 12.2. Và trong tuần thì nó rơi về vùng 12 đến vùng 12.1, động lực không có đi ngang. Đấy, test xuống gồng lên rồi lại test xuống cho nên tuần tới lại 12 12.1 test linh thành công dự kiến target lại hướng lại ở khoảng quanh vùng 12.7 cổ phiếu VDS trong thời điểm ngắn hạn xu hướng sideways biên hỗ trợ dưới quanh vùng 20 và cản trên ở đây chính là cái điểm mà chúng ta có phân tích vùng 21.1 21.2 21.1 thì trong tuần là chạm vùng 20 rồi bật lên rồi quay trở lại test do đó tuần tới thì Thuận thì nó sẽ uh, sideways và test tích vị thành công ở quanh vùng 20.2 đến khoảng quanh vùng 20.4 điểm uh, sâu hơn thì vùng 20, test tích vị thành công thì như vậy thôi, lại vùng 21.1 ở đây và tạm thời thì VDS nó sẽ đi như vậy đi cho đến khi nào đi cho đến khi nào mà phát đi được các tín hiệu thủng cản trên hoặc là thủng cản dưới thì chúng ta sẽ tiếp tục, à chúng ta phân tích CTS ở trong giai đoạn vừa qua nó đã kéo khá là mắc vùng nhận diện thấy từ phiên giao dịch của ngày 20 cho đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản nó sideways ở trong biên hẹp thì không biết là sideways như thế này để nó phân phối hay như thế nào thì cũng không rõ lắm nhưng mà ít nhất là chúng ta phải chú ý đến cái, cái tín hiệu này đó vùng 37.5 đến vùng 38 là biên hỗ trợ dưới cản trên của nó là vùng 40 và khoảng quanh vùng 40 thì nó khá là mắc và các anh chị nhìn thấy một điểm hai điểm ba điểm nó đánh về đến quanh vùng 40 thế nhưng mà nó không vượt tiếp được thì đó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta lưu tâm thế thôi thế còn uh, về tín hiệu kỹ thuật trong tuần thì nó chạm vùng 3 5 đến vùng 38 thì nó lại bật lên này đó và đây nó lại sọt lại cho nên tuần tới khả năng lại 37.5 đến vùng 38 rồi nó lại cố gắng bật lên uh, các cái điểm bật đó thì chúng ta sẽ tính toán là khoảng quanh vùng 39.5 đến khoảng vùng 40 phân tích tiếp cổ phiếu MBS uh, trong tuần thì như ông đã có phân tích chia sẻ với các anh chị ở vùng 27 tại đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm thủng hỗ trợ dưới thì sẽ test về vùng 26, Bất được cản trên thì sẽ hướng về vùng 28.5, 28.6 đến khoảng vùng 29. Thì như vậy là gì? Thủng thì về vùng 26 lại gồng lên rồi lại test lại cho nó tuần tới 26.5 đến khoảng quay vùng 27. À, test thì thành công, mục tiêu quay lại vùng 28. Như vậy trên cơ sở chúng ta phân tích tổng quan các nhóm ngành thì trong thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán của Việt Nam đang khá là khó khăn. Khá là khó khăn các anh chị nhá chúng ta chưa có dòng tiền chúng ta chưa có dòng dẫn dắt à, phiên ngày hôm nay thì được bất động sản kéo nhưng mà câu chuyện là kéo một phiên thì nó không nói lên xu hướng nó phải cần nhiều phiên nó cần nhiều phiên để nó tổng hợp thêm và trên góc độ kỹ thuật thì uh, các anh chị lưu ý giúp cá nhân đồng lê đó là chỉ số vn index các anh chị lưu ý nhá vùng 1245 đến vùng 1250 chúng ta sẽ test ở trong phiên giao dịch ngày 16 trong trường hợp thủng 1245 thì chúng ta phải tính toán đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn của chỉ số VNI quanh vùng 1233 đến vùng 1235. Chúng ta chờ đợi xu hướng của nhóm ngành Mix cap, la cap quay trở lại phục hồi. Đồng thời chúng ta chờ đợi tín hiệu dòng tiền chờ mua, mua chủ động quay trở lại tăng điểm. Thì uh, khi đó chúng ta mới phân tích được uh, cái chân sóng. Còn đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nêu ra bất kể một cái chân sóng nào. Kể từ lúc mà chỉ số VN Index của chúng ta chỉnh cung từ vùng à, 1290 điểm cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có phân tích chân sóng mà chúng đang chờ đợi một cái chân sóng đó và cái chân sóng đó nó sẽ đến khi nào đến khi à, chúng ta có hội đủ các cái yếu tố kỹ thuật và tại thời điểm mà thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu chuyển biến đó thì cũng sẽ có thể là phân tích ở trên các cái tim à, cộng đồng hoặc là chúng ta sẽ chuyển tải thành các cái bản tin video phân tích để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư thì uh, bản tin phân tích tuần uh, xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo